Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình Thanh NC đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Zuba sở thú nổi loạn nhé. Và nếu anh em nào thích video này đừng quên là bỏ lại một like cũng như là chia sẻ video giúp mình nhé. Đừng quên là comment lên kia xuống bên dưới video và nhấn cái nút chuông nhỏ để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Và chúc anh em xem video vui vẻ. Hiện tại có một cái skin mới mang tên là Terminator. Cái này là kẻ hủy diệt đúng không anh em? Giá 250 game. Khá là chát. Ok, chúng ta sẽ mở hòm ra nào. Larry tiếp tục. Cái gì đây? Chúng ta lại mùa giải mới à? Ok, mùa giải mới để nhận thưởng phần quà mới rồi. Dĩ nhiên vẫn tiếp tục là được mở thêm rất nhiều luôn. Rồi, tiếp tục là tab open start unlock đi. Để đây nhờ anh em mở hộ cái này đi. Free này, bên này sẽ free. Ván rất là đắt luôn, cực kỳ là đắt. 2 đô, tầm khoảng 3 đô thôi. Và chúng ta sẽ được cái hòm xịn rồi. Hòm Legendary, nhưng mà cái hòm Legendary này nó cũng random lắm, nó cũng chưa biết thế nào được. Free gấu à, Oli đấy. Thì chúng ta sẽ chọn Traitor. Đây, chúng ta phải mở cho anh em bên này cũng được. Giờ này anh em cũng ít chơi đi rồi, đúng không ta? Mình thấy là như vậy, toàn dùng cái này thôi. Rồi chúng ta sẽ chọn con. Con này có thể lên cấp được nè. Nó chỉ mất khoảng 2.000 tiền thôi, nó sẽ lên được thêm một cái cấp độ nữa và nó sẽ khỏe hơn rất nhiều. Có thông tin gì mới không ta? Có tin tức gì mới không ta? VS Traitor Showdown. Gì đây? Có thông tin gì mới đó? Không biết nó là cái gì nhưng mà Traitor Showdown. Bạn lựa chọn ai sẽ là người chiến thắng đây? Giống đẹp phết nhờ. Làm cái hình ảnh này. Từ. Lùi cái sạc này đã. Rơi rồi. Đống sạc của tôi bị rơi rồi. Chúng ta sẽ gì rồi? Oh my god. Lượn lên, lượn lờ. Hơi nhầm nhá. Hơi nhầm hướng nhá anh em. Chứ chưa có thương đúng không? Chưa có thương. Ở đây dưới này có gì đây? Vớ vẩn. Con lợn này nó bắn cắn mình em ạ. Được của nó đấy. Rồi, đừng có thương rồi anh em. Ý, rất tỉnh và đẹp trai. Bây giờ làm sao? Úi ôi, không được anh em. Ôi, con trâu level 9 rồi. Khỏe quá, nó toàn đồ xịn kìa. Trời ơi, mình trừ mất một cái cúp rồi. Sau khi để thua là chúng ta sẽ bị trừ mất cái cúp nhá. Đánh nhau luôn là đánh nhau thật sự ở đồng. Đồng quá. Đây này có đồ không? Đây có đồ nè. Hình như là dây không. Dây cũng không có đồ đâu. Rồi ok. Rồi đi thôi. Nó lướt nhanh lắm anh em ạ. Nó lướt đi gọi là siêu nhanh luôn. Chạy rồi. Nó chạy đâu vậy? Không biết được nữa. Nhưng mình chưa có súng nha. Chưa có súng là cũng hơi bị mệt đấy nha. Lên phát. Có súng nhẹ. Có súng nhỏ. Có súng loại gọi là cùi bắp, cùi mía đây. Chúng ta bị rất là lạnh. Khả năng là lao vào này. Xong rồi bắn này. Xong rồi di chuyển này. Gì đó. Ok, di chuyển khá là dài. Chúng ta cần xin cái máu gái nhỉ. Bơi gái, bơi đi. Con này nhặt đồ hiện tại đang hơi chậm này. Nha. Hay. Di chuyển hay của nó đấy. Bây giờ chúng ta hồi lên chiều rồi. Có đồ vàng rồi anh em ơi, có súng vàng rồi.
Chúng ta cứ từ từ thôi. Yes, yes. Hay lắm. Có lẽ nào chúng ta sẽ là top 1 chàng. Ta có hai cái máu ở đây. Và tôi đang đi tìm gọi là level 7 à. Ui, level 7 sẽ lên thêm một đoạn máu nữa anh em ạ. Oh my gosh, oh my gosh. Đâu rồi? Đâu rồi? Không biết con kia đang ở đâu. Không biết được nữa. Nhưng chắc chắn nó phải vào đây chứ. Đúng không? Không vào đây thì nó chỉ chết thôi. Dĩ nhiên. Không dám vào luôn. Không dám vào luôn. Tiêu. Hai con cá mập bay ở đây, đi đây. Làm gì? Ok, hình như là bị bắn rồi. Không cho lên luôn, không cho lên bờ luôn. Không thèm lên bờ luôn. Còn 5 thằng nữa anh em ạ. Chúng ta đang bơi. Oh my god. Đấy, xuống đây này. Xuống đây này. Ôi à. Đau phết nhờ. Đau phết. Vào đây này. Vào đây này cưng ơi. Còn 3 thằng nữa thôi. Ra khá là tỉnh táo luôn chỗ này. Ui trời ơi, không được anh em, nó trâu quá. Con Ozigo nó trâu quá. Cá mập thì không thể ăn được nha. Dĩ nhiên rồi, cá mập thì không đủ sức. Chúng ta được thêm một cái hòm nữa. Bronze. Một phần thưởng nữa là bronze. Chúng ta sẽ thế nào đây? Hiện tại mình đang có là bao nhiêu game ta? Hiện tại đang có là 1870, cũng không đủ luôn ấy. Thật sự là không đủ. Yếu quá, hơi yếu. Con này thì có thể lên cấp được này. Larry, con cáo của chúng ta. Nói chung là lựa chọn thôi, lựa chọn để có thể là chơi con nào thì nó sẽ hợp lý thôi. Nào, ok. Lên đường. Ở đây có súng nè. Ở đây có ấy nè. Rồi, có súng vàng luôn ạ. Ok. Rồi, hợp lý không? Nó nhanh chết nhở. Thằng này nó đớt được một cái đồ rồi. Thế gọi là cái cú ta. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Ây à, nó đánh nhau. Ôi ôi con lợn. Nó đâu ra? Có súng vàng nhưng tôi không dám vào luôn. Oh my god, đi vào là chết. Chết rồi. Ấy. Ê. Oh, trời ơi. Oh my god, chết. Đông thế đánh nhau. Ui, con này full đồ cơ. Con này đều full đồ cả rồi. Trong khi đó mình toàn đồ gọi là khá là cùi thôi. Nó không được ngon cho lắm. Chúng ta vào top 1 thì đúng là bá đạo. Nhưng mà không được đâu. Khó lắm. Bây giờ... cái gì ạ? Con lợn nó sẽ đứng đây. Có đồ hay không ta? Nào. Ok. Xong. Cho lấy đồ rồi anh em ơi. Ôi trời, yếu pin rồi. Thế chứ, nhỏ thế. Nó
đang lấy đồ anh em ạ, bọn nó đang giết nhau, để mình cướp được cái đồ cũng được. Từ từ thôi, không gì vội cả. Ê, có em cáo đây à, có cáo đây ạ, à, có cáo đây ạ, à. Mình tệ ít. Bắn ngay, bắn ra ngay. Mình có thể khả năng buôn bom khá là tốt. Ê, 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 đâu rồi? Có sống ta? Nào, 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 nào. Trên kia thì chưa biết thế nào được. Có con rất là khó chịu ở bên này. Từ từ rồi. Hình như chưa chết đúng không? Chưa chết không biết nó đang ở đâu. Có cung ngon hơn này. Có cái cung ngon hơn này. Nhưng mà nó đi rồi. Ai ở lại nữa đúng không? Ủa sao mình vẫn bị lag à? Chúng ta thành lag như hay kiểu hack rồi. Ây da 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 da. Đang lên bờ, đang lên bờ, đang lên bờ, đang lên bờ. Oh my god. Cái gì đây? Lửa. Sao lúc nào mình trên đầu mình cũng có cái kia ấy nhỉ? Không hiểu được. Cho đang ở cái vị trí giữa hơi bị khó chơi nhá. Cho nên nên núp vào trong cái nhà này. Để đánh nhau đi. Và mình lúc nào sao lúc nào cũng có cái cốc cà phê trên đầu nhỉ? Không hiểu được luôn. Xong rồi. Level 13. Oh my god. Ui nó còn có cả cái trang phục này. Nhìn xịn thế. Full đồ luôn ạ. Chơi full đồ mà sao quả đấm mị còn lag ta. Có mạng không vào, không vào sạc. Không vào. Thôi không sao. Cho chơi thêm một trận nữa là được. Lên đường anh em ơi. Khó nhỉ, thật sự là khó ta. Ui, có đồ vàng. Ngon. Lát, nhưng mà cái này có lấy được mãi mãi đâu. Ok, đang cố gắng là đi tìm xem có cái con nào không ở đây không. Đây này. Mình không lấy được à? Đồ cuối cùng thằng nào lấy? Rồi chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Chạy rồi. Mình đang muốn sang bên này cái để hay thế. Chờ cẩn thận nào nó chặn đầu nhá. Chặn đầu đấy. Mình đang có một cái máu, một cái giáp nữa. Nên mình cũng không phải quá lo lắng lắm. Đúng lúc nó đánh nhau rất là dã man thì mình nên né ra ngoài. Hợp lý, có lẽ hợp lý đấy nhỉ. Có khi nào ván cuối cùng là top 1 chăng? Hiện tại mình vẫn đang bị trừ mất 2 cúp nha. Ui. Còn gì nó giết. Xem ai xa hơn. Xem ai xa hơn ai. Lag à. May quá vẫn chưa mất cái giáp đúng không? Hiện tại vẫn chưa mất cái giáp. Mình chưa có cái gì lựu đạn vàng đúng không? Để từ từ anh em. Yes. Không lấy được luôn. Tôi sẽ trốn trong nhà trước đã xong rồi tính sau. Ném bom ra thôi. Ném bom ra trước. Chết rồi. Đúng rồi hơi ngáo rồi. Di chuyển xuống dưới nào.
tĩnh nào anh em ơi, không gì vội đâu. Xe trong ngoài có thằng nào không đã? Đi sao? Còn 4 thằng nữa anh em. Khá là căng ta. Mình đang có 2 cái máu bên này. Phía dưới này sao ta? Chết tiệt thật sự. Ui giời ơi, mẹ cay thật. Vì hai con nó giết nó thịt anh em ạ. Đậu xanh nó rồi. Ok thì chúng ta sẽ cứ mày nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.